Tem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9 đồng 99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Chưa qua bản tin sau đây liên quan đến Đắk Nông bắt giam Facebook Đinh Văn Phú với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Tin từ Đắk Nông, thưa quý vị, vào ngày thứ năm ngày 9 tháng Giêng, nhà cầm quyền Cộng sản tỉnh Đắk Nông công bố các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Đinh Văn Phú về cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự năm 2015 của Cộng sản Việt Nam. Dẫn nguồn tin từ Công an địa phương Trang Tin Tây Nguyên viết rằng, từ tháng 4 năm 2018 cho đến tháng 6 năm 2019, anh Đinh Văn Phú sử dụng các trang Facebook của mình như là Jimmy Nguyễn, Vinh Nguyễn Chi My và Nguyễn Vinh để đăng tải nhiều bài viết và phát trực tiếp livestream hoặc là chia sẻ nhiều bài viết tham gia nhiều buổi phát trực tiếp do nhiều đối tượng khác tổ chức để tuyên truyền nhiều nội dung nói xấu đảng nhà nước kêu gọi biểu tình kích động bạo loạn gây rối phía công an còn cho biết ông phú cùng với facebooker dương thị lanh và một số người ở đắk nông đã tham gia biểu tình ở sài gòn ngày 10 tháng 6 năm 2018 để phản đối hai dự luật an ninh mạng và đặc khu kinh tế và bị phạt hành chính 750.000 đồng Việt Nam vì tụ tập đông người gây mất trật tự công cộng. Cô Lanh bị bắt vào đầu năm 2019 và bị kết án 8 năm tù giam vì cáo buộc theo Điều 117. Theo Như Phú, 47 tuổi, sẽ bị biệt giam trong thời gian điều tra và đối mặt với án tù từ 7 cho đến 12 năm nếu như bị kết tội. Ông là Facebooker bị bắt đầu tiên trong năm nay về những bài viết trên trang mạng xã hội. Năm 2019 có ít nhất là 21 Facebookers bị bắt vì hoạt động trực tuyến 14 trong số họ bị cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Cũng trong năm ngoái, 12 người đã bị kết án về tội danh trên với mức án tù từ 5 cho đến 11 năm. Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9 đồng 99 trong một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.